và được xem cái màn trình diễn này. Các bạn cảm thấy nó có hấp dẫn không? Mình có muốn học cái đây này không? Muốn học đến này không? Các bạn rất là khó. And so yeah, 最後に この平和への祈りの歌を聴いてください。祈り歌、これからです。 Bài hát cuối cùng này là một bài hát hát về nói về hòa bình trên thế giới. Tên bài hát là Inori Uta Koganashi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Shut up.